Wow, vừa bước chân tới chi nhánh Đà Nẵng á, thì Nguyễn tập thể cán bộ nhân viên Melissa đón tiếp một cách cực kỳ là nồng hậu luôn, làm cho mình cũng cảm thấy rất chi là vui luôn á. Hôm nay đi du lịch cùng với mẹ và đại gia đình của Melissa này, thay vì là ở khách sạn thì các thành viên trong gia đình cứ đòi là phải ở penthouse 97 Nguyễn Văn Linh chi nhánh Melissa Đà Nẵng mới chịu cơ. Đầu tiên thì vừa bước lên phòng ăn thì trời ơi, món đầu tiên tôi thích đó là khoai lang và rất là nhiều các loại trái cây được các nhân viên sắp xếp rất là đẹp mắt á, chưa ăn mà thấy ngon rồi. Và đây á là cái phòng làm việc của Mai, mỗi lần mà sau khi làm mệt mỏi á thì nhảy qua hồ bơi để bơi luôn, nhưng mà hôm nay hồ bơi đang vệ sinh nha cho nên không có xả nước. Bước chân lên một tí á thì có một góc nhỏ, mỗi khi mà làm việc xong mệt mỏi á thì cứ qua cái chỗ này để uống trà và nhâm nhi á một chút rượu vang thôi, thỉnh thoảng mới nhấp môi thôi chứ cũng không có biết uống rượu. Bước qua bên này á thì một số cô cậu đang chơi bida cùng nhau này, và bên kia thì còn có thêm cái máy chạy bộ nữa đó, bởi vì là làm gì thì làm nhưng mà cũng cứ ưu tiên á là sức khỏe là số 1, cho nên là bất cứ phòng làm việc nào của Mai cũng đều có máy chạy bộ đó. Còn đây là cái bàn ăn này, mặc dù nhỏ nhưng mà cũng được bày trí rất là đẹp mắt và tươm tắt nha. Qua bên này thì tủ lạnh này, máy làm đá này, nguyên một cái dãy tủ bếp đó, bởi vì ăn cơm đâu thì cơm nhưng mà không bằng cơm nhà nha. Tòa nhà 97 Nguyễn Văn Linh á là một cái tòa nhà của vợ chồng Mai Khánh với 15 tầng lầu, nhưng mà chỉ hoạt động là 11 tầng để làm thẩm mỹ thôi, còn 4 tầng thì làm penthouse. Mặc dù là nó không quá lớn nhưng cũng đầy đủ cả các tiện ích để phục vụ cái nhu cầu, cho nên mỗi lần mà ra Đà Nẵng thì tất cả các con cháu đều không chịu khách sạn đâu, mà cứ đòi nặng nặc là cứ ở nhà cho ấm áp mẹ. Con cái bảo ở đâu cũng được, miễn rằng là ở cùng gia đình là được. Nghe các con nói vậy mà mình cũng cảm thấy là ấm lòng. Đó là một cái lý do tại sao mỗi lần ra Đà Nẵng là cứ phải ở nhà Melissa.